Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, áp lực công việc, thu nhập giảm sút, đây là những nguyên nhân khiến cho nhiều nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai nghỉ việc. Tình trạng y bác sĩ nghỉ việc cũng đang là một vấn đề đau đầu của bệnh viện, còn ngành chức năng tỉnh vẫn chưa tìm ra được giải pháp nhằm để giữ chân người lao động nơi đây. Lương của nhân viên cũng nói chung hạn chế, thế nên nhiều người cũng nghỉ ra ngoài với bệnh nhân tư nhân nhiều. Có một số bác sĩ trong khoa nghỉ việc, dẫn đến những anh em còn lại phải cố gắng gồng gánh cho những người đi. Bệnh viện cũng tìm đủ mọi cách để tăng thêm thu nhập cho nhân viên. Tuy nhiên thì cái mức thu nhập ở đó cũng không có được gọi là cao. Họ là những người làm việc có thâm niên và còn trụ lại tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Nhiều người trong số họ cũng đã đôi lần có ý định rời khỏi bệnh viện để tìm một công việc khác có mức thu nhập ổn định hơn. Tuy nhiên, vì yêu nghề, vì sự động viên của đồng nghiệp, họ mới bám trụ đến ngày hôm nay. Thời điểm này thì khó khăn nhất là nhân lực. Nhân lực thì làm rất áp lực và bệnh thì đông. Mà không có đủ nhân lực thì nhiều khi các em khi mà ra ca thì cũng ở lại để hỗ trợ ca sau. Nhiều khi tôi trước phải dậy thật là sớm để khám bệnh hỗ trợ tôi sau. Khoa hồi sức của Bệnh viện Thống Nhất là khoa mà tập trung tất cả những bệnh nhân nặng. Bệnh nhân nặng dù nguyên nhân gì thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hai vấn đề. Đó là ảnh hưởng đến hô hấp và ảnh hưởng đến tim mạch. Đây là hai chức năng sống còn của bệnh nhân. Nhưng khi mà bệnh nhân bị những vấn đề đó thì chúng tôi cần phải làm khẩn, làm ngay lập tức cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì áp lực công việc thì nặng nề. Từ đầu dịch COVID thì cũng có một số bác sĩ trong khoa nghỉ việc, dẫn đến những anh em còn lại phải cố gắng gồng gánh cho những người đi. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, tính từ đầu năm 2021 đến nay, đã có 225 y bác sĩ và nhân viên y tế tại đây đã nghỉ việc. Nhiều bác sĩ đã học chuyên sâu, đã có quá trình công tác lâu năm, vẫn chọn cách nghỉ việc để chuyển đến các bệnh viện tư với thu nhập cao hơn. Lương của người ta phải đầy đủ để người ta có thể nuôi bản thân của người ta và cho con cái gia đình người ta nữa, phần nào được thì mới được. Tại vì bây giờ tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi học, bác sĩ học 6 năm ra, điều dưỡng học 4 năm ra, cử nhân 4 năm ra, nhưng lương như vậy là chưa xứng đáng. Còn nghề chúng tôi là nghề lại đụng chạm đến sinh mạng con người, đụng chạm đến tâm lý, tình cảm và những cái khó khăn nhất của con người. Thì đây là vấn đề, và trong cái môi trường lây nhiễm thì đây là vấn đề rất khó khăn. Nếu chúng ta không có chính sách phù hợp thì tôi nghĩ là sẽ không còn người nữa. Hiện nay, để giữ chân đội ngũ y tế, vấn đề cốt lõi vẫn là chính sách, chế độ tiền lương, điều mà tất cả ai cũng nhìn thấy còn nhiều bất hợp lý, nhưng ngành chức năng thì chưa tìm được giải pháp. Chúng tôi bây giờ đang bí, thực tế là chưa có giải pháp, vì nhà nước nó có khống chế tất cả các giá cả và thu bảo hiểm y tế, chúng tôi không cách nào hết, chúng tôi không dám phạm luật. Anh biết rồi, phạm luật rất là nguy hiểm, chúng tôi chỉ làm trong cái gì mà nhà nước cho làm và luật không cấm mới làm được, nhưng cái đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển bệnh viện cũng như thu nhập bệnh viện cho cán bộ viên chức để làm giữ lại, giữ chân người ta ở lại làm việc. Sở Y tế thì cũng đang xây dựng một cái đề án để làm sao mà có cái chính sách hỗ trợ về thu nhập cho cái người lao động, cho nhân viên y tế trong toàn tỉnh. Dĩ nhiên thì sẽ phải phân ra ở những hỗ trợ ở những mức độ nào. Mặc dù hiện giờ cũng đã có cái hỗ trợ ở trên các tuyến xã, tuy nhiên thì với cái mức thu nhập hiện nay thì con số đó là quá thấp và chỉ có một ít số đối tượng được hưởng thôi. Thì chúng ta phải làm sao mà nâng cao lên. Có thể là trong thời gian ngắn hạn từ 2 tới 3 năm và chúng ta kịp để thay đổi một số cái chủ trương chính sách cho nó phù hợp với cái tình hình mới. Như vậy, có thể thấy hiện nay, dù số liệu nhân viên y tế nghỉ việc chưa được thống kê đầy đủ, tuy nhiên, tổng quan mà nhìn nhận, xảy ra tình trạng này chính là chế độ đãi ngộ, đồng lương và cơ chế làm việc không đáp ứng được nhu cầu sống, kỳ vọng của người dân. Ngành chức năng cần có sự thay đổi một cách tổng thể thì mới là bài toán giải quyết vấn đề tận gốc. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì nhân lực trong ngành y tế của thành phố này hiện nay là hơn 41.000 người. Tuy nhiên hơn một năm qua do áp lực cao, công việc nhiều nhưng lương và chế độ được cho là chưa tương xứng nên đã có đến gần 1.400 người xin nghỉ việc hoặc chuyển từ khu vực công lập sang tư nhân. Nhiều cơ sở y tế thường xuyên mất nhân lực khiến cho nhân viên còn lại đang phải chịu áp lực quá tải. Ghi nhận thực tế của các phóng viên thời sự VTC tại các trạm y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trạm y tế phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có thể xem là điển hình của tình trạng khó khăn về nhân lực.
từ khoảng tháng 10 năm ngoái, tức thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thì hai nhân viên y tế của trạm này nghỉ việc. Các tình nguyện viên cứ đến rồi lại đi vì liên quan đến chế độ. Phải tới đầu tháng vừa rồi, trạm mới được bổ sung thêm hai nhân viên. Bác sĩ Thủy mới được điều động về trạm làm việc được vài tháng cũng đang chịu sức ép lớn. Sức ép phải làm nhiều việc từ chuyên môn cho đến hành chính và sức ép từ những người có nhu cầu chăm sóc y tế ở địa phương có tới hơn 25.000 dân. Ở trạm có những lúc mà chỉ có 4 nhân viên hoặc là 3 nhân viên thôi. Thì với công việc là bác sĩ, nhiều khi tôi phải làm luôn những cái việc phụ các cái bên dược hoặc là điều dưỡng, các công việc khác ở trạm nữa, nhất là các giấy tờ sổ sách rất là nhiều. Thì nhiều lúc sức ép nó cũng rất là cao. Bên cạnh đó, sức ép từ phía công việc và sức ép về phía người dân nữa. Họ đến nhưng mà mình không thể giải quyết được nhanh gọn cho họ. Thì nhiều khi là họ cũng bức xúc, nhưng mà sức người thì cũng chỉ có thể làm hết sức được thôi. Dư áp lực nhiều quá, làm thì lúc nào không có khi nào mà nghỉ đó. Chung là giờ giấc là không có tính là giờ giấc nữa. Cứ lao đầu vào làm thôi. Làm mà cảm thấy mà công việc xong rồi nghỉ ngơi chút xíu rồi làm tiếp nữa. Kinh phí đồ á thì không có, rồi mấy cái người tình nguyện viên cũng nghỉ. Nghỉ rồi thì nhân viên y tế của trạm thì chỉ có hai người thì cũng gồng gánh nhau làm. Rồi chung là quanh năm suốt tháng là thức khi dậy sớm rồi đó, cố gắng rồi một đâu cũng thời gian sau thì cử được hai tình nguyện về, một bác sĩ chứ một dược sĩ về. Trạm y tế phường 14 quận 11 cũng tương tự. Địa bàn này có trên 20.000 dân, cũng chỉ có 5 nhân viên y tế do một người mới nghỉ việc vì sức ép. Vậy nên, để chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như thực hiện nhiều chương trình y tế quốc gia khác, thì các nhân viên y tế trạm này phải gánh thêm rất nhiều phần việc. Vừa hết dịch thì cũng có nghỉ hết một nhân sự. Thì trạm y tế thì cũng công việc cũng nhiều, thì anh em chia nhau kiêm nhiệm, thì nói chung là cũng hơi vất vả. Thì từ khi triển khai phần mềm trên khám chữa bệnh thì cái về công việc thì nó cũng giảm tải được nhiều. Tại kỳ họp thứ 5 khóa 10 hồi đầu tháng 4 vừa qua, Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã thông qua nghị quyết tăng cường nhân lực, chính sách cho đội ngũ y tế cơ sở. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc nhiều nhưng đãi ngộ vẫn chưa tương xứng khiến nhiều nhân viên y tế phải bỏ việc. Tình nguyện viên thì cứ đến rồi lại đi cũng vì đãi ngộ, khiến nhiều người ở lại của tuyến cơ sở càng thêm sức ép. Và với thực trạng này, đương nhiên là bệnh nhân là những người phải chịu thiệt thòi. Vất vả của đội ngũ y bác sĩ cấp cơ sở nói riêng và lực lượng y tế nói chung, nhất là khi dịch bệnh bùng phát là rất khó để thống kê, đồng đếm. Và khi những khó khăn ấy không được tháo gỡ kịp thời, thì việc họ chọn cách bỏ cuộc cũng là điều dễ hiểu. Khi nỗi lo cơm áo gạo tiền và cơ hội phát triển bản thân trở nên quá bức bối, thì những nỗ lực níu chân yếu ớt từ cơ quan quản lý cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Nếu không có những giải pháp phù hợp kịp thời, thì việc nhiều cơ sở y tế công lập thiếu nguồn nhân lực chăm sóc điều trị bệnh nhân sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, một bệnh viện công trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với quy mô 520 giường bệnh, kể từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh vào năm 2021 đến nay, có khoảng 10% nhân viên y tế xin thôi việc, chủ yếu là điều dưỡng. Theo lãnh đạo bệnh viện, áp lực công việc, chế độ lương thưởng và môi trường làm việc chính là nguyên nhân khiến nhiều người rời khỏi hệ thống y tế công lập. Sau cái đợt phòng chống dịch ấy, thì cái việc mà cơ chế mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất cũng là một vấn đề. Bây giờ bác sĩ giỏi, người ta phẫu thuật nhưng lại không có vật tư thì đương nhiên là người ta không được làm việc. Người ta tư nhân thì đầy đủ hết, từ vật tư, hóa chất, thuốc men không thiếu gì cả. Rõ ràng ở đấy là cái môi trường để người ta thuận tiện phát triển chuyên môn hơn. Có thể thấy, thu nhập vẫn là nguyên nhân chính khiến nhiều nhân viên y tế rời khỏi hệ thống y tế công. Chưa kể, với nhiều nhân viên y tế ở các chuyên ngành đặc thù như tâm thần, lao, HIV còn chịu những áp lực công việc đặc thù nặng nề hơn. Thế nhưng, chế độ đãi ngộ với họ lại vô cùng hạn chế. Có những nơi và có những lĩnh vực
mà nhân viên y tế ngoài công lập người ta sẽ được trả ít nhất là gấp 4, gấp 5, thậm chí hàng chục lần đối với lương và cái thu nhập ngoài lương của tổng thu nhập của người cán bộ y tế. Do vậy là đại đa số nhân viên y tế mặc dù rất yêu nghề nhưng cái gánh nặng công việc cũng như là cái áp lực công việc và cái chế độ chính sách, người ta sẽ có sự so sánh giữa công lập và ngoài công lập. Trên thực tế, nhiều bác sĩ có tay nghề cao, thậm chí đã gắn bó lâu năm với các bệnh viện công, thời gian qua cũng đã xin nghỉ việc để sang hệ thống y tế tư nhân. Còn xuất phát từ chính môi trường làm việc tại bệnh viện công không đảm bảo để họ thực hiện chuyên môn, khi thời gian qua, tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế đã xảy ra. Trong một bệnh viện thì có rất nhiều thầy thuốc và có rất nhiều thầy thuốc giỏi. Nhưng mà giỏi đến cỡ nào, nếu không có thuốc thì cũng không thể chữa bệnh được. Không có vật tư tiêu hao thì cũng không thể phẫu thuật, không thể làm thủ thuật được. Và rõ ràng không làm được thì sẽ ảnh hưởng thu nhập của họ. Ngoài việc thiệt hại về vật chất đối với người bệnh, đối với thầy thuốc thì còn ảnh hưởng rất nặng nề về tâm lý. Và nếu cái tình trạng này cứ để kéo dài thì nó không đơn giản chỉ là kinh tế, là xã hội đâu. Mà chúng tôi e rằng nó ảnh hưởng đến những điều lớn lao hơn rất nhiều. Thống kê của ngành y tế, thời gian gần đây đã có tới 5.200 nhân viên y tế trên cả nước xin nghỉ việc, nhiều nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh với gần 1.100 người, tiếp đến là Hà Nội với 900 người, chưa kể đến các bệnh viện trung ương, con số bác sĩ rời sang bệnh viện tư cũng lên tới hàng trăm người. Đây là điều đáng lo ngại nếu không sớm có giải pháp phù hợp. Làm như thế nào để tăng nguồn thu? Làm như thế nào để sử dụng các cái trang thiết bị máy móc? Làm như thế nào có cơ chế mà liên doanh liên kết? Làm như thế nào để đảm bảo cho đấu thầu? Văn bản thì đã có, nhưng các cái vấn đề triển khai như thế nào thì là một cái vấn đề mà các cái nhà lãnh đạo của các cơ sở y tế công lập cũng cần phải quan tâm. Cái cơ chế chính sách thôi chưa đủ, mà cái vấn đề là người đứng đầu đơn vị phải tạo các cái điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cái mối quan hệ công tác ở tại địa đơn vị mình để mà người bác sĩ người ta thấy hào hứng để người ta làm việc. Với tốc độ dịch chuyển đội ngũ y tế công lập sang hệ thống y tế tư nhân thời gian qua cho thấy đã đến lúc cần có một chính sách phù hợp để giữ chân các bác sĩ, đặc biệt là những người có trình độ chuyên môn sâu, bởi nếu không, hệ quả không chỉ người bệnh gánh chịu mà ngay hệ thống đào tạo y tế cũng khó để có những lứa bác sĩ kế cận giỏi về chuyên môn. Rõ ràng trước thực trạng chảy máu chất xám trong hệ thống y tế công lập, hàng loạt nhân viên y tế rời đi khỏi bệnh viện công, thì tính cấp thiết phải xem xét cải tổ đổi mới ngành y tế, đặc biệt là các vấn đề pháp lý, quy chế, luật định để các bệnh viện có hoạt động tốt hơn, chất lượng cao hơn và thu nhập của nhân viên từ đó cũng sẽ tốt hơn. Bởi không một ai công việc đang ổn định, mức lương tốt lại rời đi cả. Đó là bài toán khó mà không phải chỉ riêng ngành y tế có thể giải đáp được. Nội dung của chuyện trong ngày đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.